Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trị bệnh ngủ cho cá coi. Tiếc là lúc mà nó bị bệnh á, thì mình không có quay cái clip mà lúc nó bị bệnh là cho các bạn xem. Biểu hiện của nó là nó bơi lật ngửa giống như là ngáp ngáp, giống như là sắp chết tới đó. Nhưng mà khi mình đụng tới thì bắt đầu nó bơi như điên vậy. Và nó bơi xong rồi lại nó lại quay lại nó nằm ngã ngửa tiếp. Nên nó nằm lật khu lật gọng lên vậy đó. Và nó không có bơi mà nó chỉ lật ngửa lên thôi. Và sau thời gian trị bệnh thì cá của mình đã khỏe lại và hiện tại thì đã ổn định và rất là dạng người ha. Nó đã quen rồi. Đầu tiên đó là các bạn sử dụng muối hột. Muối hột thì các bạn quá là quen rồi ha. Ngoài việc là duy trì ổn định cho hồ cá thì nó còn trị hầu như là rất là nhiều bệnh cho cá coi. Ở bình thường thì các bạn sử dụng muối từ 3 đến 4 phần ngàn cho một hồ cá coi để duy trì sự ổn định cho hồ phát triển bình thường. Ngoài ra thì như mình đã nói thì muối trị rất là nhiều bệnh cho cá coi ha. Các bạn có thể sử dụng muối để trị bệnh ngủ, bệnh say sát cho cá coi rất là nhiều. Và tiếp theo các bạn mình cũng sử dụng thêm là thuốc. Thuốc thì có thuốc tetracycline. Tetracycline thì mình có thể mua ở bất kỳ tiệm thuốc tây nào. Mình đã sử dụng một viên rồi. Đây là mẫu thuốc các bạn nhìn thấy ha. Và tiếp theo đó là thuốc Cefa. Tên đầy đủ của nó là Cefalicin. Thì mình sử dụng hai loại thuốc này kết hợp với việc sử dụng muối để cho hồ cá coi được khỏe mạnh và ổn định trở lại, cá đã khỏi bệnh. Và bây giờ thì mình sử dụng công thức ghi trên màn hình ha, mình cứ ghi trên màn hình là muối 7 phần ngàn nha các bạn, khá là mặn á. Và các bạn không thay nước từ 3 đến 4 ngày để cho con cá coi nó thấm thuốc, thấm muối á. Con cá coi nó sẽ tỉnh lại. Các bạn nào sử dụng mà thay nước thì hiệu quả sẽ không cao ha. Các bạn đừng có sót mà thay nước. Và mình cũng chỉ cho ăn cầm chừng thôi, hoặc là rất ít cho ăn để cho con cá nó không bị chết vì đói. Và tiếp theo thì mình có công thức sử dụng thuốc cũng như trên màn hình mình có ghi là 5 viên tetracycline cộng với 300 gram muối cho 100 lít nước. Và 3 viên cefalicin cộng với 300 gram muối cho 100 lít nước. Mình có tìm hiểu trên mạng thì mình áp dụng công thức này đối với cá theo đúng tỷ lệ và đúng công thức như trên màn hình mình đã chia sẻ với các bạn nha. Nhưng mà hiện tại thì do là mình kết hợp với sử dụng muối, mình thực hiện theo cảm tính, theo đại theo thôi, không có theo công thức. Thì mình sử dụng cho hồ của mình là cái thùng khoảng mấy chục lít nước đó, mà mình sử dụng nửa viên Cefa và nửa viên Tetra để mình pha vào thì cá vẫn ổn nha các bạn. Và sau một thời gian điều trị theo cách của mình vừa chia sẻ thì cá của mình đã nó tỉnh lại từ từ. Một số con thì nó tỉnh trước, một số con nó tỉnh sau, và cũng tất nhiên sẽ có một số tỷ lệ hao hụt là một số con thì nó yếu, bản thân nó đã yếu và sau cách trị bệnh thì nó không chịu được, hoặc là vì lý do khách quan nào đó mà một số em cũng đã ra đi, một số em cũng đã hóa rồng. Và tỷ lệ thì cũng khá ít thôi. Một bầy của mình gần mấy chục, gần cả trăm con, nhưng mà chỉ có khoảng 2 đến 3 4 con gì đó là nó ngủm. Còn lại thì tất cả các em đều đã hồi phục và khỏe mạnh sau thời gian điều trị. Thì như các bạn đã theo dõi clip của mình đầu đến giờ thì hiện tại cá của mình đã ổn định và bơi lội rất là khỏe cũng như là dạng người. Tất cả các công thức cũng như là cách điều trị mình đã sử dụng và áp dụng cho hồ cá coi mini của mình thì cá của mình đã khỏe và ổn định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu cảm thấy hay thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh của mình ủng hộ nhé.